Hello, xin chào các bạn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Cơ Lương, giám đốc phòng khám của Dr. Laser. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một chủ đề về điều trị thâm quầng mắt như thế nào. Nó có 4 cái loại thâm quầng mắt chính. Đầu tiên là dạng là P, có nghĩa là pigment, có nghĩa là bị tăng sắc tố. Ví dụ như cái dạng mà bị nám, bị thâm mà như những cái đốm nâu chẳng hạn, mà dưới dạng tăng sắc tố là một cái dạng đầu tiên của thâm quầng mắt. Rồi, cái dạng thứ hai là thâm quầng mắt là do bị những cái mạch máu. Những cái mạch máu, ví dụ như mạch máu mao mạch hoặc là tĩnh mạch nó lớn chẳng hạn, nó gây thâm và thấy nó nâu, nó xanh đậm ngay chỗ này do mạch máu thì mình có thể là mình thấy được ha. Bác sĩ phân biệt rất rõ, có thể banh nhẹ ra là thấy mạch máu. Cái dạng thứ ba là dạng pseudo, hay còn gọi là cái dạng mà bị hõm. Các bạn thấy một số người lớn tuổi hoặc kể cả người trẻ luôn, nhưng mà cái cơ địa của họ bị hõm ở trong này. Có một cái dạng đảnh lệ như thế này, nhưng mà cái mô nó hõm xuống dưới, nó không có mô để nó đầy và nó không có làm đầy được cái này thì nó bị thâm. Đó là do bị hõm. Và cái cuối cùng là dạng hỗn hợp. Dạng hỗn hợp là cái dạng có thể kết hợp của một trong của hai hoặc là cả ba dạng tôi vừa nói. Điều trị của mỗi dạng này như thế nào? Một là đối với dạng sắc tố, mình điều trị giống như một đốm sắc tố bình thường, tăng sắc tố bình thường. Một có thể là mình sử dụng là dạng là thuốc bôi. Ok, thuốc bôi được. Thuốc bôi là hàng đầu. Thứ hai là sử dụng laser, nhưng mà những cái laser này khi bắn mà vùng mắt đây nè, phải rất là cẩn trọng, bởi vì đây là chỉ định nó tương đối nó nguy hiểm và bác sĩ bắn tương đối cẩn trọng. Chúng ta có thể vừa kết hợp giữa thuốc bôi và kết hợp giữa laser. Cái dạng thứ hai là dạng về bị thâm do tăng sinh mạch máu chẳng hạn, thì những cái điều trị hàng đầu của những cái này là điều trị bằng laser mạch máu. Các bạn nghe không lầm nha, điều trị laser mạch máu. Tôi hay sử dụng laser Magic Fan, bởi vì ở phòng khám Dr. Laser là sử dụng khoảng điều trị khoảng 5 năm nay rồi, 3 năm đến 5 năm chuyên về cái mạch máu thẩm mỹ rồi, nên là những cái dạng này tôi điều trị tương đối nhiều. Thì mục đích của cái việc laser này là làm teo cái mạch máu đó đi. Các bạn nghe không lầm ha, làm teo cái mạch máu đi và nó sẽ biến mất hoàn toàn. Thì cái bản chất khi mà bắn về cái laser nó sẽ làm cho mạch máu nó giảm đi, nó không còn tăng sinh nữa, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến chức năng của vùng xung quanh ha. Đó, dạng thứ ba mà cũng hay gặp nhất đối với những người lớn tuổi, cái hõm mắt người ta có, đó là cái dạng điều trị bằng filler làm đầy. Theo ý kiến cá nhân của tôi ha, là cái làm tiêm với HA, cái dạng filler HA á, nó vừa an toàn mà nó hiệu quả và dễ sử dụng nữa, là làm đầy là hiệu quả nhất trong cái bị những cái dạng mà mất mô hay cái hõm, đặc biệt là rãnh lệ chẳng hạn. Nếu mà gặp dạng hỗn hợp thì sao? Thì cũng điều trị y vậy luôn, nhưng mà kết hợp, ví dụ vừa có thể kết hợp vừa điều trị sắc tố nè, kết hợp với điều trị mạch máu, hoặc là kết hợp thêm vừa filler vừa bôi thuốc chẳng hạn. Đó, nhưng mà quan trọng là gì? Các bạn đầu tiên là phải thay đổi về những cái lối sống. Các bạn phải bớt ăn những cái sử dụng uống cái chất kích thích nè, bớt thức khuya nè, ăn ngủ đúng giờ nè, bớt stress nè, bởi vì những cái yếu tố và lối sống của mình nó ảnh hưởng đến cái chuyện thâm quầng mắt rất là nhiều. Như vậy thì cảm ơn các bạn đã quan tâm về cái chủ đề thâm quầng mắt này. Nếu có ai bất cứ có câu hỏi gì có thể gửi trực tiếp cho tôi sẽ giải thích sâu hơn và tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Follow kênh của tôi nhé.